chào tất cả anh em nha. Cũng xin chân thành cảm ơn anh em đã đồng hành cùng kênh Đa Khoa Công Lý Vlog của mình suốt thời gian qua nhé. Lý đã chuyển thành Trung Hiếu Vlog rồi, nhưng mình cũng muốn nhắc qua để anh em biết được là cái kênh Trung Hiếu Vlog của mình ấy thì được chuyển đổi từ kênh Đa Khoa Công Lý sang nhá. Thì hôm nay Lý lên đây thì muốn chia sẻ cho anh em một kinh nghiệm để đấu chống trộm nhá anh em nhá. Bởi vì trong thời gian qua thì ở trên vùng cao, với lại là đặc biệt hơn nữa thì ở dưới thủ đô thành phố ấy, thì nó cũng rất là hay trộm mất xe đấy. Thì đem ra là hôm nay Lý lên đây Lý chia sẻ cái kinh nghiệm để cho anh em có thể biết cách đấu và đấu tại trong trên xe của riêng của mình nhá. Đấy, đấu ở tại nhà mình luôn, không cần phải ra thợ hoặc là không cần phải đi đâu đấy cả. Anh em chỉ cần đặt đồ là anh em thợ người ta có gửi ship đồ lên cho tận nhà cho mình, xong anh em cứ xem video của mình hoặc là bất kỳ một cái video nào hướng dẫn để đấu lại đấu chống trộm nhá trên xe nhá. Anh thì video này của mình ấy thì cũng chỉ muốn chia sẻ cho anh em chút kinh nghiệm nhỏ nhoi mà mình đã đúc kết được và mình cũng đã qua trường và học ra, thì mình muốn chia sẻ cho anh em là về bên lĩnh vực mà thợ sửa chữa mà chưa được biết về cái đấu điện chống trộm này thì anh em sẽ tham khảo vào hỏi để tới đây anh em thợ mình khắc tự đấu và có thể đấu được cho khách để kiếm thêm thu nhập nha anh em nha. Đấy thì mình cũng, hôm nay thì mình cũng có một cái sản phẩm của hãng Yamaha nhá. Đây anh xem anh em xem đây. Đấy, của hãng Yamaha này. Hơi tối, anh em xem kỹ nhá. Thì cái sản phẩm này thật sự là mình thấy thì nó cũng rất là bình thường, cũng chẳng có gì là khó cả, nhìn vào thì nó cũng rất là đơn sơ mộc mạc thôi. Nhưng chất lượng của nó thì mình cũng đấu rất là nhiều rồi, nhưng mà mình cũng chưa thấy con nào khách đến mà bảo lỗi nha anh em nhá. Đấy thì cái củ chống trộm này thì là được sản xuất vào tháng 5 2019, mới đây thôi chứ không có gì là xa lạ và đấy không nhá. Đấy thì chống trộm nó rất là nhiều loại chống trộm, có loại chống trộm lắp cho xe ga thì nó riêng và chống trộm lắp cho xe số nó riêng nha. Đấy thì hôm nay thì mình giới thiệu là cách đấu chống trộm có 5 chế độ nhá. Đấy, 5 nút nha anh em nhá. Đây. Đấy, điều khiển remote của nó nhá. Bây giờ thì có điều khiển đàng hoàng. Đấy, nó không phải dùng bằng chìa khóa như kiểu là thông thường như mình tắt nổ nữa, mà tới đây Lý sẽ đấu lên trên xe thì sẽ không cần dùng chìa khóa nữa, mà dùng chìa khóa cũng được, mà không cần dùng chìa khóa cũng vẫn nổ bình thường luôn. Đấy. Thì mình nói sơ lược qua về những cái đường dây của cái bộ chống trộm này nhá. Đấy. Bộ chống trộm này của nó thì được đưa ra tất cả là vào 8 đầu dây nha anh em nhé. Đấy. Và 8 đầu dây. Đấy, và nó có rắc nối đàng hoàng này anh em này. Đây, có rắc nối vào đàng hoàng nhá. Đấy thì anh em mình sẽ cố gắng và nghe Lý giải thích từng màu dây và những cái màu dây đấy nó đi từ đâu đến đâu này. Thì anh em tới đây anh em sẽ biết để anh em có thể đấu nối trên xe tại nhà và để cho anh em đỡ phải mày mò tìm kiếm lâu la và mất thời gian mất việc nhá. Anh em để những cái thời gian đấy anh em đầu tư làm những cái việc khác. Đấy, chứ đừng cứ mua một cái sản phẩm về xong bắt đầu là cứ bắt đầu tái máy tò mò tìm hiểu rồi nó còn đâu với đâu. Đấy. Đây nó có bản đồ cho anh em xem để đây. Đấy, để cho anh em xem biết cách đấu, nhưng mà tốt nhất anh em cũng không cần phải xem cái này đâu, bởi vì xem cái này anh em chẳng biết tiếng Anh thì anh em cũng không biết tài nào mà anh em biết để mà anh em đi đường dây cả. Đấy thì bây giờ Lý sẽ giải thích qua những màu dây này. Nó là 8 màu dây. 8 màu dây đưa ra từ con chống trộm này nhá.
Thì màu dây thứ nhất là một màu dây xám này đấy, thì cái màu dây này ấy là vào dây tắt nổ nhá. Đấy, hai màu dây này, màu dây xám với màu dây hồng nhạt này nhá, thì là vào đường dây tắt nổ này đấy. Còn dây đen đấy, dây đen là dây mát này anh em này. Đấy, dây mát đấu vào khung sườn hoặc là đấu vào mát hệ thống nhá. Dây đỏ này là dây lên ổ khóa nhá, dương bình ắc quy này. Đấy, dây màu cam thì cũng lên ổ khóa, nhưng mà sau sau ổ khóa anh em phải đấu nối vào cái dây sau ổ khóa nhá, còn anh em mà đấu sang cái dây kia thì sẽ không được nhá anh em nhá. Đấy. Rồi đến hai dây này, hai dây màu vàng này. Dây màu vàng này với lại dây màu vàng sọc xanh giống như kiểu cái dây đèn phanh sau của mình nhá. Đấy, thì là hai dây này vào hai dây xi nhan. Đấy, vào hai dây xi nhan màu xanh đấy, dây màu xanh với dây màu cam nhá. Mình dây này là dây vào nút đề này. Dây vàng sọc đỏ nha anh em nhá. Đấy, thôi thì bây giờ mình cũng giới thiệu qua về sơ lược dây này rồi, mà cũng nói bước đi để cho anh em biết rồi. Thì bây giờ trực tiếp mình đấu lên trên xe UEA mới 2017 này nha anh em nhé, để cho anh em xem trực tiếp luôn mình đi đường dây như nào, anh em làm cho nó dễ. Không tới đây anh em về anh em chỉ việc là đấu nối vào nữa là xong, chứ không cần phải tìm hiểu nhiều và tò mò khó nha anh em nha. Đấy, thì bây giờ trước tiên thì mình sẽ đấu dây mát nhé. Đấy, mình sẽ đấu dây mát vào khung luôn. Anh em cho vào đấu ốc này nha anh em. Đấy, như mình thì mình thôi tiện đấu như này ấy, thì để cho anh em mình nó dễ hiểu thì anh em mình cứ bắt luôn vào khung xe này. Khung xe nó có mát sườn nhá. Đấy, anh em vặn con ốc 10 này vào, xong anh em bắt vào là xong. Dây đen này sẽ vào dây mát này. Đấy, thì hiện tại giờ mình đã được một dây rồi này. Và dây cái dây màu hồng này với cái dây màu màu xám này ấy, sẽ đấu vào cái dây đen sọc trắng đấy. Đấy, xong anh em nhưng bây giờ cái con xe này ấy, thì nó ăn điện bình ắc quy, nó không dùng quần nổ nữa, thì anh em bỏ cái dây hồng đi, coi như là không, dây hồng không có tác dụng nữa. Thì anh em mình lấy cái dây màu xám này, dây màu xám này nhá, anh em đấu vào dây đây, dây kích nhá, dây kích, dây khiển đấy, dây xanh sọc vàng nhá. Đấy, anh em xem nhá, dây xanh sọc vàng ở dưới này luôn này, anh em xem này. Đấy, từ dưới mâm lửa lên nhá anh em nhá, từ dưới mâm lửa anh em xỏ đây nhá, anh em tránh cái tình trạng mà cắt dây như của khách đúng không? Đấy, bởi vì là cắt đi xong tới đây anh em mình đấu lại vừa khó mà vừa không, anh em khách hàng người ta không ưa nhé. Anh em mình chỉ gọi là xỏ vào cái lỗ đây, xỏ vào cái lỗ của rác anh em cắm vào là xong, không 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 cần, không nhất thiết anh em cần phải đấy, anh em đấu chặt chẽ vào cho mình. Đấy, bây giờ mình đã được hai dây rồi, rồi đến dây đỏ với dây màu đỏ, màu màu cam nhá. Đấy, dây màu cam này và dây màu đỏ này thì anh em đấu vào cái dây như xe UEA mới này ấy, thì anh em nào chưa biết thì tốt nhất dùng đồng hồ đo vặn nấc thang 20V để kiểm đấy, điện sẽ cấp cho đồng hồ 12V thì lúc đấy là anh em mình sẽ biết được là cái nguồn nguồn điện của bình ắc quy cấp lên là một dây nào. Thì anh em mình đấu vào đây như mình biết rồi thì dây này của nó là cái dây màu và đỏ sọc vàng nhá. Đấy, anh em cắm cái dây đỏ này vào, anh em cắm cái dây đỏ này vào cho mình này, anh em tiếp táp cẩn thận anh em cắm cái dây đỏ vào nhá. Đấy, anh em cắm dây đỏ này vào này, xong rồi anh em lại lấy cái dây màu cam nhá, anh em lại cắm cái dây màu cam vào cái dây bên cạnh là dây sau ổ khóa nhá. Khi bật điện thì ổ khóa sẽ cấp dòng điện cho cái dây này nhá, để cho hệ thống còi để hoạt động nhá.
Rồi anh em cắm lên ổ khóa này. Đấy. Rồi anh em cắm lên ổ khóa này cho mình nhá. Đấy, anh em cắm lên ổ khóa này. Rồi, ngon lành nhá. Thế thì bây giờ anh em mình đã được mấy giây rồi đây? Anh em mình đã được 4 giây rồi này. 4 giây rồi thì dây này là bỏ này, dây hồng bỏ nhá anh em nhá. Rồi anh em đến dây màu, hai dây này là hai dây xi nhan này. Hai dây xi nhan này anh em đấu vào dây xanh da trời này. Đấy. Đấu vào dây xanh. Đây nha anh em xem, ở đây nó có cái một màu dây xanh của dây xi nhan này. Đấy, xanh này xanh 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 nhạt đấy, xanh nhạt của da trời đấy. Gọi xanh ngọc ấy. Đấy, anh em đấu vào dây xi nhan này một sợi này. Và đấu vào dây màu cam nhá. Đây anh em xem này, đấy, mình sẽ đấu vào dây màu cam này. Đấy, rồi anh em mình lấy cái rắc này nhá. Lấy cái rắc này anh em xỏ vào cho mình. Đó, anh em cố gắng nhìn hộ mình nha, bởi vì là mình vừa làm vừa khắc quay đâm ra là nó không được rõ lắm nhá. Đấy, bây giờ mình đã được 4, bây giờ mình chỉ còn đấu một dây nữa thôi là xong này. Đấu một dây của nút đề nhá. Đây, dây dây màu xanh biển này. Đấy. Nhưng mà xanh biển thì anh em mình sẽ đấu vào cái dây nút đề là dây màu vàng sọc đỏ này. Đấy, anh em cắm vào đây cho mình. Vàng sọc đỏ vào đây. Đấy, cắm vào rác này. Thì công việc của chúng ta là sắp hoàn thành một đường dây trên súng trộm nhá. Đây là loa nhá, anh em, đây là cái loa của nó này. Và đây là cái cầu chì để tránh tình trạng chập cháy nhá. Anh em có đấu nhầm nó chập cháy nó sẽ đứt cầu chì này, hoặc là sẽ bị chập ra khung ra bên ngoài ấy, nó sẽ đứt nhá. Và đây là cái đèn tín hiệu nhá, để khi anh em mình dùng cái rơ mót này thì nó sẽ nhận tín hiệu này. Thì bây giờ mình sẽ thử điều khiển xem nhá, xem mà nó đã có hoạt động chưa nhá. Đấy, anh em thấy đã có tiếng kêu chưa? Đây giờ hiện tại là chống trộm nó đang báo hiệu là nó đã nhận được tín hiệu từ rơ mót rồi nhá. Thế thì bây giờ mình đã đấu tất cả hoàn thành ở trên con xe WA này rồi nhá. Thì bây giờ anh em mình thử test thử nhá, để xem là mình đấu như thế đã ok ngon lành chưa. Thì anh em bấm vào cho mình cái nút set này. Đấy, có hình set nút đầu tiên nhá. Bấm hai cái, bấm hai lần. Lần đầu tiên thì nó khởi động hệ thống, lần thứ hai thì mới bắt đầu đề. Đây. Lần đầu tiên là nó sẽ sáng, lần thứ hai bấm lên là đề này. Đấy, bây giờ xe đã nổ nhá, xe đã nổ máy và chạy lăn bánh bình thường nhá. Khi anh em muốn tắt thì anh em bấm vào nút khóa này, nó cũng tắt và nó đồng thời nó báo. Đấy, và anh em bấm vào nút khóa này nó cũng tắt. Đấy, đây, nút khóa này tắt này. Đấy, cái nút khóa mà nó có mở hình mở khóa này, nút thứ hai đi trên xuống. Đấy, còn nút khóa bên trên này có tác dụng là để khi anh em mình xe mình không ở gần mình mà chìa khóa vẫn cắm ở trên xe đấy, thì khi người ta mà muốn trộm xe của mình thì anh em bật chìa khóa lên là anh em trộm xe đấy sẽ đi được bình thường. Nhưng mình cũng không cần phải lo lắng gì cả, anh em mình chỉ đứng yên một chỗ và anh em mình bấm cái nút màu cái nút khóa này vào thì xe sẽ khi xe nó sẽ dừng lại, và đồng thời con chống trộm này nó sẽ hiểu rằng là đấy không phải là chủ xe của mình ngồi trên xe, và cái ổ chống trộm này sẽ báo cho dây màu nâu này, dây màu xám này ngắt lửa kích. Đấy, không ngắt được kích, không cho xe chạy nữa. Đấy, thì bây giờ anh em mình bấm thử nhá.
Đấy, thì anh em mình không không phải cần phải đuổi người ăn trộm xe gì cả, anh em mình chỉ đứng yên và anh em mình bấm là xong. Đấy, anh em mình đấy, bấm bấm xong một cái thì xe sẽ rũ to, kêu to lên và đồng thời xe sẽ tắt máy luôn và sẽ không đi được nữa. Đấy thì về cái bộ điều khiển này với lại bộ chống trộm này ấy, thì nó được cái rất là hay, nó được thêm nút loa này để khi anh em mình đi chỗ xa nhá, đấy, đi xa hoặc là đi du lịch đâu đấy, anh em mình để vào một cái chỗ để xe rất là nhiều xe, đâm ra là anh em mình không tài nào thể biết được xe nào là xe của mình, thì anh em hãy bấm vào cái nút này. Đấy, bấm vào cái nút chuông này nhá. Anh em mình bấm nút chuông này để tìm xe, báo hiệu tìm xe nhá. Anh em mình bấm vào. Đấy. Đấy, bấm vào thì anh em mình sẽ tìm được xe, vị trí báo ở khu vực nào, anh em mình đến đấy anh em mình dắt xe thôi là xong. Đấy. Đấy, anh em thấy không? Rất là tiện lợi, anh em ở rất là xa khoảng tầm 2 3 mét hoặc là 20 mét, anh em mình vẫn có thể vô tư thoải mái nhá, không cần phải lo lắng mà sợ mà vào cái chỗ để xe mà anh em tìm mãi mà không thấy, xong anh em còn phải hỏi bảo vệ thế này thế kia nhá. Rồi thì video mình hôm nay đến đây thì cũng đã giới thiệu hết cho anh em rồi, thì cũng chúc anh em đấu thành công bộ chống trộm này nhá. Đấy, và cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Chúc anh em một buổi tối ngủ ngon nhé.